Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đảng núp bóng tập đoàn điện lực EVN để móc túi dân như thế nào. Trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, việc nhà nước liên tiếp tăng giá điện và giá xăng dầu khiến đời sống của người dân Việt Nam vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Báo chí và chính phủ vào ngày 9 tháng 11 cho biết điều chỉnh giá bán lẻ điện từ hôm nay 9 tháng 11. Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã có quyết định số 1416 vào ngày 8 tháng 11 về việc điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân lên 2.006,79 đồng trên mỗi kW, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, từ ngày 9 tháng 11. Mức điều chỉnh này tăng 4,5% so với giá điện bán bình quân trước khi điều chỉnh. Điều chỉnh giá bán lẻ điện từ ngày 9 tháng 11. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã phát hiện quyết định tăng giá điện của EVN sai quy định của chính phủ bởi quy định rằng văn bản chỉ có hiệu lực pháp luật sau khi đăng công báo 15 ngày. Trong khi văn bản tăng giá điện của EVN lại có hiệu lực ngay sau một ngày, tức là có hiệu lực sớm nửa tháng. Quan trọng hơn, lâu nay dư luận vẫn coi Tập đoàn Điện lực Việt Nam là một doanh nghiệp nhà nước làm ăn thua lỗ triền miên với các quyết định sai trái. Nhưng rõ ràng EVN không đủ thẩm quyền để áp dụng giá điện mới trái quy định của chính phủ như vừa nêu trên. Vẫn theo luật sư Đặng Đình Mạnh, điều đó chứng minh cho thấy quyết định tăng giá điện không chỉ tác động mạnh mẽ sâu rộng vào nền kinh tế quốc gia, mà còn tác động đến cuộc sống của hàng trăm triệu người dân Việt Nam và hàng chục triệu gia đình, chỉ có đảng mới có thẩm quyền đó. Nhận định của luật sư Mạnh cũng như dư luận xã hội cho thấy dường như có một chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay khi họ duy trì một con ngáo ộp có tên là EVN và sử dụng như một thứ bung sung để trút hết tội vạ, kể cả việc tăng giá điện, bất chấp thu nhập của người dân không hề tăng. Nghĩa là Tổng Giám đốc EVN chỉ giữ vai trò như một con rối ký tăng giá điện thay cho Đảng, cho nên không ngạc nhiên khi lãnh đạo EVN tội trạng thì tày đình nhưng vẫn yên vị và thăng tiến, chẳng ai dám động vào. Dư luận bàng hoàng hơn khi trong cùng ngày 9 11, tờ báo Dân Việt tiết lộ rằng có thêm 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá điện. EVN thoát cảnh lỗ khủng. Theo đó, trả lời báo chí chiều ngày 9 11, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết doanh thu tập đoàn này sẽ tăng thêm 3.200 tỷ đồng nhờ tăng giá điện bán lẻ lên 4,5% từ ngày 9 tháng 11. Nghĩa là khi EVN có thêm 3.200 tỷ đồng tăng giá điện thì người tiêu thụ, tức là người dân Việt Nam trong cả nước, sẽ bị bòn rút đi 3.200 tỷ từ những đồng tiền thu nhập ít ỏi của mình trong thời kỳ kinh tế vô cùng khó khăn như hiện nay. Người dân bắt buộc phải nhịn ăn, bớt mặc để đóng thêm tiền điện, cứu EVN khỏi lỗ. Tăng giá điện giúp cho EVN thoát lỗ do có thêm 3.200 tỷ. Từ lâu nay, công luận và giới chuyên gia vẫn khẳng định EVN đã đưa cả các khoản lỗ do đầu tư ngoài ngành như các công ty, công trình, khách sạn, bể bơi, sân côi vào giá bán điện cho dân chịu. Giới thạo tin còn đưa ra các bằng chứng cho thấy chi phí du học nước ngoài con trai chủ tịch kiêm tổng giám đốc EVN Dương Quang Thành cũng được đưa vào giá bán điện cho người tiêu dùng gánh lỗi. Cụ thể, Facebook Phạm Minh Vũ tiết lộ thu nhập hàng năm của ông Thành vào khoảng 650 triệu đồng, tức là gần 28.000 USD, nhưng ông phải nuôi hai con trai đang học tại Mỹ. Ngoài chuyện học của hai con cái ra, ông Thành còn có những chi phí do các nhu cầu xa xỉ khác, nên ông phải tăng giá điện, móc túi dân mới đủ chi cho những nhu cầu cá nhân của ông và gia đình. Thứ hai, các cư dân mạng tiết lộ thêm, người con trai lớn của ông Thành tên là Dương Thái Anh và cậu con thứ là Dương Anh Minh. Dương Anh Minh hiện đang du học tại trường Mỹ. Đây là trường nhận học sinh từ lớp 9 đến lớp 12 và chuẩn bị cho các em vào đại học. Theo thông tin trên mạng, để học trường này, mỗi học sinh phải trả gần 60.000 đô la mỗi năm. Đó là chưa kể các chi phí khác khoảng 30.000 đô la nữa cho việc ăn ở đi lại. Như vậy, gia đình học sinh phải chi ít nhất khoảng 90.000 đô la mỗi năm. Đó là lý do dư luận xã hội đặt câu hỏi đối với đại biểu Quốc hội, Tổng Giám đốc EVN Dương Quang Thành rằng lương của ông là 650 triệu đồng mỗi năm thì tiền đâu ra để cho hai cậu con trai đi du học tự túc ở các trường Hoa Kỳ đắt đỏ đến như vậy.
Dương Thái Anh, con trai của Dương Quang Thành, sinh năm 1998, là ủy viên trẻ nhất trong số 144 ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 12. Những thông tin vừa kể trên được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhiều người biết, song tờ Thời báo .d chưa có điều kiện kiểm chứng cụ thể. Nhưng rõ ràng, thông tin của báo Dân Việt tiết lộ, nhờ tăng giá bán điện lên 4,5% từ ngày 9 tháng 11, lập tức EVN có thêm 3.200 tỷ đồng và thoát cảnh lỗ khủng như lời đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, thì khó có phản biện và biện minh cho được. Việc lâu nay dư luận xã hội cho rằng trong giới quan chức Việt Nam ở các địa phương không ai có thể giàu hơn các ông giám đốc điện lực, thì nay thông tin mới này càng củng cố thêm điều đó. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Đảng Cộng sản Việt Nam núp bóng Tập đoàn Điện lực EVN để móc túi người dân như thế nào. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Thiếu tiền đấu đá, Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kinh doanh Sâm Ngọc Linh để mà lừa đảo. Công ty tập đoàn Mỹ Hạnh do bà Phạm Mỹ Hạnh làm tổng giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, trồng và kinh doanh Sâm Ngọc Linh nổi tiếng một thời. Từ trước đây, từ năm 2020 đến năm 2022, tập đoàn Mỹ Hạnh bị nghi ngờ tổ chức huy động vốn của các nhà đầu tư để chiếm đoạt tài sản. Tờ báo Người Lao Động vào ngày 10 tháng 11 đưa tin cho biết, bắt nữ doanh nhân với cáo buộc lừa đảo chồng Sâm Ngọc Linh huy động 1.264 tỷ đồng. Bản tin cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Mỹ Hạnh, 43 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bắt nữ doanh nhân với cáo buộc tội lừa đảo chồng Sâm Ngọc Linh huy động tới 1.264 tỷ đồng. Theo tài liệu điều tra từ tháng 8 năm 2017, bị can Phạm Thị Mỹ Hạnh có hành vi đưa thông tin không đúng sự thật về dự án đầu tư trồng Sâm Ngọc Linh của công ty tại một số tỉnh trên cả nước mang lại lợi nhuận rất cao. Bằng thủ đoạn sử dụng một phần tiền huy động được để trả lãi cho người góp vốn, bị can Hạnh đã huy động vốn của rất nhiều cá nhân với tổng số tiền lên tới hơn 1.264 tỷ đồng. Ở Việt Nam, chiêu mời gọi hợp tác kinh doanh để lừa đảo là chuyện không hề mới, nhất là chiêu lừa đảo với lợi nhuận cao. Song hành vi lừa đảo cũng như sự nổi tiếng của Mỹ Hạnh và sản phẩm Sâm Ngọc Linh, một phần nhờ vào sự quảng bá của truyền thông nhà nước trong việc quảng cáo tiếp tay cho lừa đảo. Theo giới báo chí, phải kể đến tờ báo Việt Nam Express và báo Hà Nội Mới và một số tờ báo khác đã có những bài viết, những clip quảng cáo mời gọi đầu tư cho bà. Vào thời điểm đó, nhiều người đã lên tiếng cảnh báo và nghi ngờ dự án trồng và kinh doanh Sâm Ngọc Linh. Song đã bị lực lượng dư luận viên chụp mũ, cáo buộc rằng họ xuất phát từ một số đố kỵ ghen ăn, tức ở. Nhà thơ Ngô Đức Hành, quê tại Hà Tĩnh, đã viết lên tiếng cảnh báo về sự tiếp tay của các cơ quan báo chí cho việc lừa đảo. Ông đã viết trên trang cá nhân rằng, nhắc lại bài viết báo PE quảng cáo cho Mỹ Hạnh, nữ doanh nhân khát khao phát triển, quốc bảo Việt Nam, kể cả báo Hà Nội Mới nhé, báo Đảng đàng hoàng kèm theo link. Ông Võ Kim Cự, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Công ty Cổ phần Tập đoàn Y Dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, giới thiệu sản phẩm Sâm Ngọc Linh. Những cảnh báo cách đây hơn 2 năm của dư luận đến bây giờ đã thành sự thật, khi Phạm Mỹ Hạnh, một doanh nhân được nhiều tờ báo của Đảng ca tụng, đã bị bắt vì tội lừa đảo hơn 1.200 tỷ đồng. Nhưng điều dư luận quan tâm hơn đó là câu chuyện ông Võ Kim Cự, người có tên tuổi gắn với dự án luyện thép của tập đoàn Formosa, là thủ phạm xả chất độc thải xuống biển, đầu độc một dải từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế vào hồi năm 2016, cũng kinh doanh quốc bảo Sâm Ngọc Linh. Cách đây ít lâu, trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin cho biết Võ Kim Cự, cựu bí thư Hà Tĩnh, trồng 600 hectare Sâm Ngọc Linh trên giấy để mà lừa đảo. Mạng xã hội dẫn nguồn tin từ Thông tấn xã Việt Nam vào tháng 1 năm 2023 đưa tin chính quyền huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum thu hồi
giấy xác nhận của công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum với lý do công ty quảng cáo dùm beng đã trồng và khai thác 600 hecta Sâm Ngọc Linh là bịa đặt. Theo ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tumorong cho biết, Sâm Ngọc Linh có giá trị cao nên bị nhiều tổ chức cá nhân lợi dụng thương hiệu để mà trục lợi. Địa phương đã tìm nhiều giải pháp để ngăn chặn hành vi này. Được biết, công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum là một công ty con của tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam, mà ông Võ Kim Cự chính là chủ tịch. Trước đó vào giữa tháng 12 năm 2022, ông Võ Kim Cự và tập đoàn y dược Sâm Ngọc Linh Việt Nam đã họp báo giới thiệu hệ thống 335 showroom trong và ngoài nước, vừa để người dân trong nước có thể tiếp cận với quốc bảo, vừa giúp tiếp thị ra 15 thị trường và vùng lãnh thổ trên thế giới. Thu hồi giấy xác nhận của công ty cổ phần rượu Sâm Ngọc Linh Kon Tum. Thông tin xã Việt Nam cũng đã vạch trần sự dối trá của ông Võ Kim Cự, cụ thể ghi như sau. Thực tế, diện tích 600 hecta của tập đoàn Võ Kim Cự chỉ là trồng trên giấy. Hiện nay tại Kon Tum, diện tích Sâm Ngọc Linh được người dân trồng tổng cộng có hơn 60 hecta, chưa tính hai doanh nghiệp được tỉnh công nhận là công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Đắc Tổ. Cũng theo giới quan sát, thì ông cựu bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kể từ năm 2014 cho đến nay, nhờ tiền lãi quả hàng ngàn tỷ đồng ở Formosa đã trở nên mạnh mẽ hơn, giàu có hơn. Hiện nay, phe Hà Tĩnh có tới 16 ủy viên Trung ương Đảng và 2 ủy viên Bộ Chính trị. Chẳng nhẽ phe Hà Tĩnh còn thiếu tiền để đấu đá, để cho Võ Kim Cự lập công ty kinh doanh Sâm Ngọc Linh để làm lừa đảo nhân dân, giống như tập đoàn Mỹ Hạnh hay sao? Công luận trong cả nước đang đặt câu hỏi. Đến bao giờ thì Võ Kim Cự mới bị xử lý như doanh nhân Phạm Mỹ Hạnh vì họ cùng kinh doanh quốc bảo Sâm Ngọc Linh để mà lừa đảo? Quý vị và các bạn vừa xem bản tin của Thời báo.de, thiếu tiền đấu đá Võ Kim Cự và phe Hà Tĩnh kinh doanh Sâm Ngọc Linh để lừa đảo hay sao? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.